tay bánh trà chiều của nhà hàng Côn Sơn nè. Mọi người nhìn thấy đã gọi là đẹp mắt và đã đủ để cho mọi người chụp hình check in chưa? Đẹp quá, đẹp quá. Những anh chị nào mà đến tầm 3 giờ, 4 giờ mà mình đói quá và mình muốn ăn một cái gì đấy ngon mà không bị quá no thì chắc chắn mini burger này cũng là một lựa chọn nha. Trời ơi, khay bánh này là mình bán giá bao nhiêu em? Bên mình là 680.000 cho hai người ạ. À, 680.000 cho hai người. Dạ đúng. Thế rồi. Nhưng mà khay bánh này cho 4 người thì sẽ là 1.2 triệu. Dạ đúng. Cho rồi. Một khay bánh này. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Nhưng mà bên mình thì đang có chương trình phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. À, chương trình của bên mình là đi 4 sẽ tính tiền 2 thôi ạ. À, đi 4 tính tiền 2. Trời ơi mọi người ơi, quá hấp dẫn nha. Chương trình đợt này của nhà hàng Côn Sơn đó chính là mua 4 khách thì mọi người chỉ việc trả tiền có 2 khách thôi, đó chính là nếu như khay bánh này thì đúng ra giá chuẩn sẽ phải là 1.2 triệu. Nhưng mà đợt này thì đang trong chương trình ưu đãi mà bên Trang mới ra mắt chương trình trà chiều thì giá chỉ còn là từ 1.2 triệu xuống còn 680.000 thôi. Có nghĩa là mình đi 4 khách mà mình chỉ việc trả tiền 2 khách thôi. Chương trình đợt này thì chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần nha. Rồi bây giờ thì chị sẽ ăn test. Bây giờ mình sẽ ăn từ bánh mặn xuống bánh ngọt. Thế thì bánh mặn sẽ là bánh burger mini. Trời ơi ngon quá, bánh cũng đẹp nha mọi người ơi. Bánh đẹp vô cùng luôn, rất là xinh xẻo. Trang đã vừa chụp hình với lại khay bánh rồi. Mọi người nhìn thấy sang chảnh chưa? Với một cái khu vườn rất là thơ mộng nha. Ngon. Ngon quá. Đang đói ăn hết cả cái luôn. Cái thịt bò bên trong á rất là mềm, rất là ngon và rất là thơm. Bánh thì không quá to và ăn ấy là để cho các bạn, những bạn nào mà thèm burger á là chúng ta ăn vừa đã thèm thôi, không bị kiểu no quá. À, nếu mà với một cái khay bánh trà chiều như này và với những chiếc bánh rất là tí hon và rất là đẹp mọi người ơi thì Trang nghĩ là sẽ vẫn đủ để cho những anh chị nào chúng ta ăn cái khay bánh trà chiều này ấy, mình vẫn có thể về nhà mình vẫn ăn được cơm. À, uống một tí trà nha. Trà hôm nay trà TWG là trà Earl Grey mọi người ơi. À, thơm ngon. Trời ơi, chiếc bánh mà Trang vô cùng yêu thích đây mọi người ơi, đó chính là bánh scone. Và với bánh scone này ấy, mọi lần ấy, nếu mà Trang thích và Trang thèm, một là phải phi sang tận Pháp, hai là đi ra Bạc Hải Áp thì mới có bánh scone ngon. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhà hàng Côn Sơn của Trang có một đầu bếp bánh rất là giỏi, có thể làm được tất cả những loại bánh của Pháp, cực kỳ ngon luôn mọi người à. Nhà hàng Trang sẽ bán trà chiều từ khung 3 giờ cho đến 5 rưỡi nha mọi người. Nên là những anh chị nào chúng ta ở xung quanh khu vực quận 3 tại 80-84 Trần Quốc Thảo quận 3, chúng ta có thể ghé nhà hàng Côn Sơn và thưởng thức với những khay bánh trà chiều này. Một là chúng ta có thể có những buổi hẹn hò này, hoặc là chúng ta có những buổi gặp gỡ đối tác bạn bè, và những buổi mà anh chị nào mà chúng ta ngồi một mình cũng được, mình thích chill ấy thì mình có thể ra đây thưởng thức một cái khay bánh trà chiều như thế này. Quét một chút mứt dâu lên cái cream này nữa nè. Và sau đấy chúng ta sẽ đưa vào miệng tan chảy. Ngon. Bánh rất là ngậy và thơm mọi người ạ, mềm nhá. Bánh scone không bị quá cứng đâu, mềm lắm mọi người ơi. Ngày xưa ấy muốn ăn bánh scone ngon phải toàn ăn ở bên Paris hoặc là đi ra Park Hyatt, nhưng bây giờ đâu có cần đi ra Park Hyatt nữa đâu. Dạ, em chào chị. Cho nhà nốt miếng ạ. Đợt này bánh làm rất là ngon nha. Bánh này thì mình làm mất thời gian bao lâu bánh scone á? Dạ, cái này thì mình phải mất khoảng hơn 1 tiếng á chị. Tại vì mình từ lúc mà mình trộn bột cho tới khi mình để cho bột nghỉ á, thì đủ độ nở thì mình mới đi nướng được. À. Dạ. Mọi người ơi, đây là chị đầu bếp bánh của nhà hàng Côn Sơn. Và chị đầu bếp bánh này thì trước kia đã từng đi học ở bên Pháp, cho nên là tất cả những cái loại bánh mà ngon và xịn mà theo trà chiều của Paris, của châu Âu thì chị đều có thể làm được. Nên mọi người nhìn nè, được học đào tạo rất là bài bản nè. Mọi người thấy không, đẹp chưa, quá trời đẹp luôn.
và chị có mix thêm một chút bánh ở trên này. Đó, có thêm cả trái cây nữa nè, đẹp quá. Nhà hàng của Trang tất cả nguyên liệu thì đều rất là kỹ càng, tại vì là Trang cũng đã định hướng cho mọi người văn hóa doanh nghiệp, đó chính là tất cả những cái gì làm cho khách hàng của mình thì nguyên liệu phải là nguyên liệu sạch, nguyên liệu organic, cũng như là phải nghĩ cho sức khỏe của khách hàng nữa. Nên là ở dưới này là mọi người hơi có chút màu cà rốt một chút nè. Đấy, kể cả ăn bánh ngọt nhưng mà không bị hại sức khỏe nha. Vừa có cà rốt và vừa có dâu luôn, và vitamin C, ăn sẽ không bị ngấy. Chị tâm đắc nhất cái bánh nào trong khay bánh này để em thử? Với em là cái khó nhất là cái macaron đó chị. À, khó nhất là macaron. Dạ, vì sao khó, nó khó làm? Tại vì thật ra là công thức nguyên liệu á thì hầu như nó sẽ gần giống nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm về cái cách thức mình làm á, nhưng mà nó rất là khó, kiểu như mình sẽ phải canh độ đánh trứng như thế nào, sử dụng nguyên liệu bột để mà mình cân bằng giữa bột hạnh nhân với đường như thế nào, xong rồi mình sẽ phải canh bánh nó nở như thế nào để mà nó có thể lên được cái chân như vậy và cái cấu bánh á. Đấy, để mà lên được một cái khối bánh mà nó có cái sự tách biệt giữa bánh đúng với lại kem như thế này, nó cũng là cả một vấn đề đấy mọi người ạ. Banana cotta chanh dây này mọi người nè, khi mà mình ăn những cái bánh kia mà mình hơi ngấy một chút, mình có thể chuyển sang cái ly này banana cotta chanh dây. Thơm quá, ngậy, béo. Nguyên liệu bằng cái gì chị? Dạ, cái này mình gồm có sữa organic ạ, whipping cream với lại chanh dây tươi ạ. Ngon nha mọi người. Rồi, cảm ơn chị Quý. Làm một tí trà Earl Grey. Bánh khổng lồ này đâu. Chào mọi người, hẹn mọi người với tập YouTube sau của Trang TV nhé.